kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Xá. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện ta. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với huyện ủy Tĩnh Xá tổ chức tọa đàm khoa học phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tĩnh Xá hiện nay. Thiết thực phiên chợ truyền thông nói không với thực phẩm bẩn cho các nữ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Còng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi thăm và làm việc tại huyện Tĩnh Xá về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Xá lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 4, lần thứ 6 và lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết 37 của Bộ Chính trị khóa 12. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên, Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Tiếp và làm việc về phía huyện Tĩnh Xá có các đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư huyện ủy, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ngành cấp huyện. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết, tốc độ tăng giá trị sản xuất nội huyện Tĩnh Xá bình quân đạt 7,2%, tính cả trong khu kinh tế Nghi Sơn đạt 27,9%, cao hơn 0,56% so với kế hoạch. Có 23 trong số 27 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế thủy sản phát triển toàn diện, tổng sản lượng khai thác đánh bắt nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 32,5 nghìn tấn, vượt 8,3% kế hoạch. Thu mua hải sản bình quân đạt 120.000 tấn một năm, vượt 20% kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 30,9%, tăng 1,7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 78.800 tỷ đồng, đạt 30,8% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 1.097 tỷ đồng, tăng 8,9%. Hiện nay, huyện Tĩnh Xá đang tập trung thực hiện hồ sơ đề án công nhận huyện Tĩnh Xá đạt tiêu chí đô thị loại 4, phấn đấu đến quý 1 năm 2020 thành lập thị xã Tĩnh Xá. Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ lớn và trọng tâm, nên huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Huyện đã triển khai tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng 213 dự án, trong đó có 54 dự án hoàn thành, đã bàn giao mặt bằng 733 hectare đất và hơn 92 km đường giao thông cho các chủ đầu tư. Riêng năm 2018, toàn huyện có 61 dự án đủ điều kiện giải phóng mặt bằng với 756 hectare, trong đó có 28 dự án nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn với 417 hectare. Huyện Tĩnh Xá cũng nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tại buổi làm việc, huyện Tĩnh Xá đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh Trung ương quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện đề án thành lập thị xã Tĩnh Xá thuộc tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đề án di dân toàn bộ xã Hải Hà và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, kinh tế biển để huyện có cơ sở tập trung thực hiện. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định, Tĩnh Xá là huyện lớn, có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh, có tất cả hệ thống giao thông quan trọng của quốc gia đi qua, có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, có nhiều di tích, danh thắng và có nhiều danh nhân đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Để có được kết quả ngày hôm nay, nhờ quá trình lăn lộn, nhiệt huyết, trách nhiệm của nhiều thế hệ lãnh đạo huyện và sự hy sinh của người dân vì sự phát triển chung của quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao, cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Xá đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra. Trong số 27 chỉ tiêu đề ra, có 23 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đồng chí cũng lưu ý cấp ủy chính quyền cần đánh giá kỹ lại các chỉ tiêu để thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra. Thứ nhất là chúng ta phải rà lại các cái chỉ tiêu, các cái mục tiêu chỉ tiêu mà đại hội lần thứ 25 của các đồng chí đã nghị quyết. Những cái chỉ tiêu nào mà đã
nhiều khả năng hoàn thành để tập trung để hoàn thành mức cao hơn. Còn những chỉ tiêu nào mà 40 chỉ tiêu đấy có nguy cơ là không hoàn thành thì bằng một cách để tập trung mà lãnh đạo chỉ đạo để giải quyết cho bằng được 40 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Nhưng mà trong đây có chỉ tiêu phải đánh giá lại, tính toán lại. Và đây các ông chí là lưu ý cái đó để chúng ta làm. Cái việc thứ hai là tôi đề nghị các ông chí là phải tập trung cao phối hợp với ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong tổng 106.000 ha mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Cái thứ ba là phải đặc biệt ưu tiên lãnh đạo chỉ đạo điều hành để thực hiện thật tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức thực hiện các dự án đầu tư. Và đây là một cái nhiệm vụ trọng yếu xuyên suốt trong cả quá trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 25 của công chí và tương lai đánh giá. Và tùy từng cái thời điểm, tùy từng dự án thì có thể bố trí thành các cái đợt cao điểm để chúng ta tập trung chúng ta giải quyết gọn một số dự án lớn, một số cái tồn đọng vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo để triển khai tốt nhất tiềm năng về nông lâm nghiệp, đặc biệt là về thủy sản, quản lý chặt chẽ hệ thống bến cảng, hoạt động đánh bắt xa bờ và hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, phải tập trung thực hiện chương trình nông thôn mới và phải quyết tâm làm bằng đạt yêu cầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tỉnh đã tập trung lo các dự án công nghiệp lớn trên địa bàn huyện, nên tính ra phải tập trung cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại thì mới có thể nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung quản lý chặt chẽ về quy hoạch đất đai, phát triển đô thị, xây dựng, phải nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội và tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực này để nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Tổ chức nắm tình hình an ninh trật tự cho thật chắc ở từng xóm, từng thôn, từng xã, nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác xây dựng đảng bộ hệ thống chính trị, xây dựng đảng bộ máy tinh gọn, chất lượng, ngang tầm nhiệm vụ của địa phương. Về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo phải nâng cao hiệu quả hơn nữa theo từng lĩnh vực, đồng thời kiểm tra giám sát về thực hiện nhiệm vụ và có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ không hoàn thành theo quy định của nhà nước. Đồng chí yêu cầu thời gian tới bộ máy của huyện phải có chuyển biến mới mạnh mẽ rõ nét hơn để đạt kết quả cao hơn trong thực thi nhiệm vụ. Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh dành nhiều quan tâm hơn nữa cho Tĩnh Gia, dành cơ chế đặc biệt cho Tĩnh Gia bứt phá đi lên. Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tĩnh Gia, ngày 23 tháng 4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Tĩnh Gia tổ chức tọa đàm khoa học phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tĩnh Gia hiện nay. Đồng chí Trần Ngọc Diệp, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các ngành hữu quan của huyện, cùng các học viên của lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính không tập trung huyện Tĩnh Gia khóa 2018-2019. Tĩnh Gia là huyện ven biển của tỉnh, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp, có 15 xã ven biển, bãi ngang, 4 xã miền núi cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Nhất là trong những năm qua, Tĩnh Gia tập trung cho việc giải phóng mặt bằng khu kinh tế Nghi Sơn. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được sự hưởng ứng của nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Tĩnh Gia đã có 7 xã, Bình Minh, Hải Châu, Thanh Thủy, Ngọc Lĩnh, Anh Sơn, Thanh Sơn, Các Sơn đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Xã Tân Dân đã hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh và các ngành cấp tỉnh thẩm định. Kết quả đó đã phản ánh nỗ lực ở cơ sở và khẳng định việc huy động sức dân và sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị cấp cơ sở có vai trò quyết định. Tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng Tĩnh Gia vẫn là huyện chậm tiến độ xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới và phương thức tổ chức mô hình sản xuất trong nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp đang có xu hướng chậm lại. Sản xuất nông nghiệp chậm phát triển theo hướng hiện đại, thiếu tính bền vững, chưa gắn được sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.
Tại hội nghị, các đại biểu và các học viên đã tham gia thảo luận, làm rõ vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tĩnh Gia hiện nay, những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trao đổi một số mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực trong xây dựng nông thôn mới. Các giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, các đại biểu và học viên cũng đã trao đổi, phân tích, làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc xây dựng nông thôn mới, từ đó có những giải pháp khắc phục, góp phần đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đặc biệt là cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, lấy người dân làm trung tâm, tuyên truyền cho dân hiểu mục đích xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong cuộc sống xây dựng nông thôn mới, không ai có thể làm thay cấp ủy, chính quyền và người dân. Chính vì vậy, điều cốt lõi và quyết định là tập hợp toàn dân cùng thực hiện. Quá trình đó cần phát huy cao độ trách nhiệm của hệ thống chính trị. Tại buổi tọa đàm khoa học là hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn của giảng viên và học viên của nhà trường, gắn phương châm, học đi đôi với hành, giúp học viên có nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương và phương thức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Tĩnh Gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Công Thương và Hội Phụ nữ huyện vừa tổ chức phiên chợ truyền thông Nói không với thực phẩm bẩn năm 2019 cho gần 300 hộ kinh doanh là nữ tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ Còng. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành cấp huyện. Phát biểu khai mạc phiên chợ truyền thống Nói không với thực phẩm bẩn, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh đã nêu bật tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với cuộc sống mỗi người. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã và đang tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn còn xảy ra. Thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc đang xuất hiện trong nhiều bữa ăn của mỗi gia đình của chúng ta, gây băn khoăn lo lắng trong toàn xã hội. Có lẽ chưa bao giờ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm và gióng lên một hồi chuông báo động như hiện nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em thân mến, xác định được tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và để thực hiện tốt chủ đề năm 2019 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trong đó an toàn về vệ sinh thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phụ nữ chúng ta là lực lượng lao động chính, có mặt trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm, từ khâu trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh đến chế biến và là người tiêu dùng. Phụ nữ vừa là chủ thể tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến an toàn thực phẩm, vừa là chủ thể được hưởng lợi, nhận thức được hành động của phụ nữ sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến những thay đổi trong gia đình và cộng đồng. Bởi vậy, làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là góp phần thiết thực đảm bảo an toàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho mỗi chị em phụ nữ chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em thân mến, hiện nay chợ Còng thị trấn huyện Tĩnh Gia có gần 400 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, mỗi ngày có khoảng 3 tấn rau củ quả, gần 2 tấn thịt các loại cung cấp cho người tiêu dùng tại địa phương, các xã lân cận, nhất là cung cấp cho khu vực khu kinh tế Nghi Sơn, nơi tập trung đông đảo chuyên gia nước ngoài và hơn 20.000 công nhân trong các nhà máy xí nghiệp, rồi các du khách đến với du lịch chúng ta. Do đó, chị em nữ tiểu thương chợ Còng thị trấn Tĩnh Gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Với chủ đề Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, phiên chợ truyền thông hôm nay được tổ chức tại chợ Còng sẽ là một hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi chị em phụ nữ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua phương thức bằng phóng sự tuyên truyền, tờ rơi, tiểu phẩm, diêm vương xét xử, phiên chợ đã truyền tải sâu sắc những thông điệp vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, hãy nói không với thực phẩm bẩn, không sử dụng phẩm màu độc hại, hóa chất ngoài danh mục cho phép trong sản xuất chế biến thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm nhập lậu.
Bên cạnh đó, các chị em cũng đã được trao đổi về các dấu hiệu nhận biết thực phẩm, tác hại của thực phẩm bẩn, tội kinh doanh thực phẩm bẩn theo Điều 317 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, thảo luận 6 điều phụ nữ cần làm để phòng chống thực phẩm bẩn. Qua đó đã khẳng định vai trò trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc tham gia tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nghị quyết số 04 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Thông qua phiên chợ truyền thông Nói không với thực phẩm bẩn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc nắm được quy trình sản xuất thực phẩm sạch, nhận biết thực phẩm sạch, an toàn, từ đó tham gia sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn. Đồng thời, mỗi người phụ nữ sẽ là người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm có lương tâm, người tiêu dùng thông thái và là tuyên truyền viên tích cực về an toàn thực phẩm và kiên quyết nói không với thực phẩm không an toàn, phòng chống các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều ngày 23 tháng 4, tại khu du lịch Biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia đã tổ chức bế mạc giải bóng chuyền hơi chào mừng lễ khai trương du lịch Biển Hải Hòa năm 2019 và 990 năm Thanh Hóa 1929-2019. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các ngành hữu quan của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và đông đảo lực lượng cổ động viên. Giải bóng chuyền hơi được diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của trên 100 vận động viên đến từ 15 đội bóng. Trong đó có 8 đội bóng nam thuộc 7 đơn vị hội người cao tuổi và đội bóng đến từ câu lạc bộ cựu công an huyện Tĩnh Gia, 7 đội bóng nữ thuộc 7 đơn vị hội liên hiệp phụ nữ các xã trên địa bàn huyện. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, trải qua 27 trận đấu được chia làm 4 bảng, tổ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan đúng điều lệ, các đội bóng và các vận động viên tham gia giải chấp hành nghiêm điều lệ, thi đấu và cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đẹp mắt và ấn tượng. Giải bóng chuyền hơi là hoạt động thiết thực chào mừng lễ khai trương du lịch Biển Hải Hòa năm 2019 sẽ được diễn ra vào tối ngày 26 tháng 4 năm 2019, chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa 1929-2019, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các xã trên địa bàn huyện, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày một phát triển. Kết quả, hai giải nhất thuộc về đội bóng chuyền nữ xã Xuân Lâm và đội bóng chuyền nam xã Hải Hòa. Đội bóng nữ xã Tân Dân và đội bóng nam xã Hải Bình đạt giải nhì. 4 đội bóng gồm đội nữ xã Hải Hòa, đội nữ xã Trúc Lâm, đội bóng nam xã Tân Dân và câu lạc bộ cựu công an huyện Tĩnh Gia đồng giải 3. Chiều ngày 22 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 13. Tới dự có đồng chí Mai Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 34 xã, thị trấn. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, sau khi hoàn thành việc đại hội điểm tại hai xã Hải Nhân và Các Sơn, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã trực tiếp đánh giá, rút kinh nghiệm để các địa phương còn lại tổ chức đại hội thành công, đảm bảo quy trình, kế hoạch đề ra. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Công tác tổ chức đại hội từ khâu tuyên truyền, trang trí, nội dung, nhân sự và quá trình diễn ra đại hội đều trang nghiêm. Kết quả số lượng ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn cao nhất là 45 ủy viên, thấp nhất là 30 ủy viên. Người ngoài đảng và nữ đạt 25% trở lên. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tái cử là 24 người, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mới là 10 người. Cũng trong khuôn khổ nội dung của kỳ họp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thông qua dự thảo về đề án nhân sự, ban thường trực và dự kiến danh sách ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mai Đức Hùng đã ghi nhận về công tác chỉ đạo Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh việc thực hiện các bước về quy hoạch cán bộ phải bám sát theo quyết định hướng dẫn, tiến hành rà soát lại ủy viên ủy ban một cách chặt chẽ và bổ sung những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị.
việc phân bổ cơ cấu thành phần phải phù hợp để Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2023 diễn ra đúng quy trình từ nội dung đến hình thức. Ngày 23 tháng 4, Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn tổ chức lễ công bố thành lập Đảng bộ. Tới dự có các đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Mai Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn được thành lập trên cơ sở nâng cấp chi bộ. Sau khi thành lập Đảng bộ, nhà trường có 31 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. Đồng thời kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ, nhà trường sớm triển khai bổ sung quy chế làm việc của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc theo điều lệ Đảng, tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng các chi bộ vững mạnh, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy cho học sinh sinh viên khi muốn lập nghiệp. Vừa qua, nguyên cán bộ chiến sĩ sư đoàn 348 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 1979-2019. Dự buổi lễ có lãnh đạo chiến sĩ sư đoàn qua các thời kỳ cùng nguyên lãnh đạo huyện Tĩnh Gia và huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nơi đơn vị đóng chân. Sư đoàn 348 được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thành lập ngày 12 tháng 3 năm 1979 với 3 trung đoàn bộ binh và 1 trung đoàn pháo binh. Trong thời gian xây dựng, chiến đấu và phát triển, trung đoàn là lực lượng thê đội 2 thường trực chiến đấu của binh đoàn 678, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ cách mạng Lào. Năm 1989, theo yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội thời kỳ mới, sư đoàn nhận nhiệm vụ giải thể, một số cán bộ chiến sĩ chuyển sang công tác ở các đơn vị mới. Nhiều người trở về công tác ở các cơ quan đảng, nhà nước, nhiều người trở về các địa phương xây dựng cuộc sống, gia đình. Trong số đó, có nhiều người đã trở thành các doanh nhân thành đạt, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế ở các địa phương. Sau nhiều năm gặp lại, nhiều người bước đi đã chậm chạp, nhiều người tóc đã phai xương, nhưng ký ức về một thời chưa ngọt xẻ bùi, tình cảm đồng chí đồng đội vẫn rạng người trên khuôn mặt, ở đó không còn bao khó khăn vất vả của cuộc sống đời thường. Đó chính là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ mà các thế hệ quân nhân dày công vun đắp. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.